Hello mọi người, chào mừng trở lại với kênh Channel VT Nhật Đức. Hôm nay thì mình đã review cho các bạn tận cảnh cái bộ sạc điện đằng sau của đèn pha Porter 2 nhập khẩu từ 2020. Đó, con này chân kim các bạn nhá. Bộ sạc này sạc xịn thẳng, mua biết chính hãng luôn. Đấy, rất nhiều anh em độ đéo đèn pha bây giờ cần tìm cái sạc này thì bên mình sẵn hàng các bạn nhá. Đấy, là mua biết xịn các bạn này, đóng gói mỗi một cái đóng gói trong một túi. Con này thì nó không có lái phụ mà cắm chung được cho cả đèn lái cầm phụ. Đấy thì về thì mỗi một cái nó sẽ đóng trong cái túi này các bạn nhá. Sạc xịn sò luôn, dây điện cũng là mua vít luôn, khác nhiều đồng kinh khủng luôn các bạn nhìn này. Đấy, mình zoom lại xem nhiều đồng kinh khủng luôn, các bạn thấy không, rất nhiều đồng luôn, sạc thì căng đét luôn, sạc đồng luôn các bạn nhá. Đó, sạc sạc đèn pha của Hyundai Porter 2 đời 2020-21. Đấy, có gì anh em nhớ ủng hộ cho mình nhá, 0988 23083, 0988 23038, cũng như là 0243 861 6426. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở sản phẩm sau.